Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, tham gia cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên Nguyễn Thị Thúy Ly, hiện chưa có pháp danh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ, nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp, đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp, được quy y, nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp, con nguyện sẽ dùng 100.000 phương tiện, dẫn dắt, khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hào làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổng tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Địa Thần Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí hệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thiện nguyện rất sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quán Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sanh trong sáu đường, nhưng chỗ phát nguyện của các Ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thiện nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá, tre gỗ mà dựng các cái khám, cái thắt, trong đó có thể họa vẽ cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt, đúc nắng hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ ngợi khen, thờ chỗ người đó ở được 10 điều lợi ích. Những gì là 10 điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng tội ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, 10 là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong thời nay như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Bồ Tát, thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân, thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực trọng lớn của ông các thần khác ít ai có bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, đất cát, lúa mè, tre lao, gạo thóc, của báo, tất cả những thứ từ đất mà có ra đều nhờ nơi sức thần của ông cả.
Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, cho để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của chư thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Đi Sô ha ha.